Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món bò bía chay. Món bò bía chay khi làm xong á, bên trong thì ngọt tự nhiên từ rau củ với nấm, ăn cùng với nước chấm tương ngon lại vừa ăn. Hoặc các bạn có thể làm những món chay đại tiệc vừa ngon lại đẹp mắt. Đây là tất cả nguyên liệu mình có: củ sắn, dưa leo và nấm đùi gà, ngò gí với cà gót. Còn gia vị mình dùng là một chén nhỏ tương ăn phở, hạt nêm chay, đường, sa tế chay, bơ đậu phộng, dầu hào chay với tương ớt. Mình dùng thêm là đậu phộng đã rang sẵn. Bánh tráng mình dùng một bọc và loại này để mình cuốn. Các loại rau sống, rau thơm, cải salad và một ít bún. Nấm đùi gà thì mình gọt cho nồi đen hông ngon, rồi ngâm nước muối để cho phần nấm được sạch. Đến phần củ cà gót thì mình sắc những lát mỏng, rồi sắc lại sợi cho mỏng nha các bạn. Dưa leo mình cũng sẽ sắc ra những cái miếng cho mỏng, để lát khi mà mình cuốn sẽ dễ cuốn. Còn đây là nấm đùi gà, mình đã rửa sạch rồi để ráo, mình cũng sẽ thái những cái lát mỏng. Và ở đây thì mình chọn những cây nấm đùi gà cho to nha các bạn. Củ sắn này thì mình cũng sắc sợi. Và mình sẽ đi ướp trước cái phần nấm đùi gà. Thì mình để sa tế chay với hạt nêm chay, mình cũng thêm vô đây là tương ớt và dầu hào chay. Rồi trộn đều cho phần gia vị cũng như sa tế thấm đều vào trong miếng nấm, để lát khi mình áp chảo sẽ ngon và thấm vị. Giờ thì mình trộn cũng đều rồi, mình ướp 15 phút. Làm cái phần chảo cho nóng rồi để dầu ăn ngò gí phi cho thơm, để đi xào trước phần củ sắn và cà gót. Củ sắn với cà gót này thì mình sẽ xào cho vừa chín tới. Rồi cũng nêm gia vị thì để hạt nêm chay với dầu hào chay. Rồi mình xào đều cho phần gia vị tan đều. Về phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha. Phần củ sắn với cà gót thì mình xào giờ cũng vừa chín tới rồi. Mình nêm nếm gia vị thì cũng đã vừa ăn rồi á. Mình tắt bếp đem ra ngoài rồi để cho nguội. Tiếp tục bắt cái chảo lên, để một ít dầu ăn rồi để nấm đùi gà vô, để mình áp chảo cho vàng đều hai mặt. Nấm đùi gà này khi mà mình ướp trước gia vị á, khi áp chảo rất là thơm và ngon. Chở bề lại. Miếng nấm đùi gà thì mình áp chảo giờ cũng vàng rồi, gấp ra ngoài. Rồi tiếp tục áp chảo những miếng còn lại. Đi làm cái phần nước chấm tương thì để tương ăn phở vô với bơ đậu phộng. Thì mình thêm cái bơ đậu phộng vô để cho có cái vị béo bùi. Và đường, nước lọc. Với mình cũng thêm vô đây đậu phộng đã giã nhuyễn. Phấy đều cho phần gia vị tan đều. Rồi nấu cho cái nước chấm tương sôi lên hơi có cái độ sền sệt. Phần tương ăn phở thì cũng có cái vị mặn rồi, nên mình không cần nêm hạt nêm chay hoặc là nước tương nha các bạn. Mình chỉ thêm đường với nước lọc thôi. Nước chấm thì giờ cũng sôi lên, nêm nếm thì cũng vừa ăn và có cái độ sền sệt thì như vậy là được. Đi cuốn phần bánh tráng thì trước khi cuốn mình sẽ nhúng đều cái phần nước cho mềm dễ cuốn, rồi để bún các loại rau sống, dưa leo với củ cà gót, củ sắn và nấm đùi gà. Rồi mình sẽ bẻ hai đầu lại, cuốn lại cho thật chặt.
Mình sử dụng hai miếng bánh tráng á để khi mình cuốn không sợ bị bong ra. Và mình nhúng nước cho mềm, khi mình cuốn á dai mềm và dễ cuốn hơn. Tiếp tục mình cuốn đến khi nào hết. Đây thì mình cũng đã cuốn xong rồi. Thì một phần mình cũng có cắt ra làm hai á. Rồi mình để vui vẻ thì mình có chuẩn bị một ít nước chấm tương đen. Rồi để đậu phộng đã giã nhuyễn vô. Với một ít ớt băm. Và đồ chua. Đồ chua này thì mình có làm sẵn rồi á. Và món bò bía chay thì mình cũng vừa làm xong ăn kèm với nước chấm tương. Thì bạn nào thích ăn rau củ nhiều á, mình làm thử cái món bò bía chay này, ngon lại thanh đạm. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.